Khi phụ huynh đưa con tới trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn nằm ở đường Nguyễn Văn Thủ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để học tập thì bất ngờ cây xanh bên trong sân trường này bật gốc, ngã đè khiến nhiều người bị mắc kẹt. Thông tin ban đầu khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, trong lúc nhiều phụ huynh đưa con tới trường học và đang dừng trước cổng trường thì bất ngờ cây xanh trong khuôn viên trường bật gốc, ngã đè sập tường. Phần tán của cây xanh đè trúng nhiều phụ huynh đang dừng xe máy trước cổng trường. Một số phụ huynh phát hiện cây ngã liền tìm cách vứt xe bỏ chạy tán loạn. Một số người không thoát được nên mắc kẹt dưới tán cây xanh và bị thương. Ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tại hiện trường, phần thân cây xanh đè hoàn toàn lên bức tường và hết phần đường Nguyễn Văn Thủ. Phần rễ cây trơ trụi, rộng chừng vài mét có dấu hiệu bị mục. Nhiều xe máy bị chắn bởi tán lá cây, nhiều người bị mắc kẹt. Lúc 7 giờ 35 phút, lực lượng chức năng mới giải cứu thành công một người phụ nữ dưới tán lá cây để đưa lên xe cấp cứu. Gần 8 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, Công an quận 1 phối hợp cùng lực lượng chức năng đến phong tỏa hiện trường để khắc phục sự cố. Lãnh đạo Công an quận 1 xác nhận có ít nhất 5 người bị thương, trong đó có một phụ nữ mang thai.